Này trai hát nhá. Lỗ thì phải từ từ mới kiếm lại cho em. Vừa mới kinh doanh đã đòi có lãi luôn à? Phải từ từ. Lúc sáng đi học ngồi xem anh trên Facebook chưa là ok, cảm ơn Sơn Bùi nhiều nha em ơi, cảm ơn em nha. Đúng là nước mắt cá sấu ấy, chuẩn luôn đấy. Cứ nước mắt cá sấu thôi, không hiểu. Đánh 6 thời không được không anh à? No hope nhá, chí Bách nhá. No hope. Nếu mà em đánh ra 6 thời không thì em đánh thật ra 6 thời không ngon hơn đấy. Hoặc thật ra 8 thời không ấy. Thiếu 5 kim cương mua vé fan đi tìm chứng lượng đá. Ok, mua vé fan á, mua vé fan là cái gì đấy anh em? Mình chưa biết về cái đấy. Cá sấu này, cá sấu cay chứ không phải chảy nước mắt nha. Chịu em đấy nhá, cá sấu nhá. Level 16 à? Ôi rồi, level cao thế. Mình cày mãi mà chả lên level gì cả. Hy vọng là không bị lag tiếp, không hy vọng là không bị lag anh em ạ. Ông auto chết gót để đánh hay phết đấy. Ông auto chết gót để đánh hay phết này anh em này. Không có rệt nữa cho anh, không có rệt thì bộ thời không làm gì có cửa anh à. Đúng rồi em, phát có em thì em đánh rệt cầm 3 tia Sujin ngon hơn không? Em đánh ra na 6 thời không làm gì? Anh muốn lên level phải xem kênh khác á. Anh ít đi xem lắm em ơi, anh làm gì có thời gian mà đi xem em. Thời gian mọi người thuê anh coaching, anh còn chả có thời gian để coaching. Anh mà có thời gian thì anh coaching cho nhiều người rồi. Nhiều kèo lắm anh em ạ, nhưng mà không có thời gian, phải làm việc khác. Kèo à? Ôi kèo ít thôi, cá sấu ơi, cứ nghiện thôi. Ông chủ cá sấu này là hơi bị nghiện đấy nhá. Đánh giá là hơi bị nghiện kèo đấy nhá. Bữa nay cứ nhảy qua nhảy lại suốt thế ông á. Nhảy qua nhảy lại gì à công văn ơi? Vẫn bình thường mà. Ba game Facebook, ba game bên này, like thêm một game nữa bên này thôi là nghỉ. Mở kèo anh em thích kèo gì nào, làm kèo mới đi, năm đến round 5.1 còn trên 50 máu hay không, hay dưới 5.1. Trên đấy kèo này hay này. Được chưa? Đấy, kèo mới đấy, anh em chơi đi. 5.1 còn trên hay dưới 50 máu đấy. Kèo hay đấy anh em ạ. Kèo này mình đánh giá là ok nhá. Sao em có cái 3.000 là cái gì đấy em? Sao cái một chữ màu xanh với chữ màu vàng đấy là cái gì đấy? Chả hiểu mấy ông này có cái mấy cái hiện chữ xanh và chữ vàng hay là cái gì đấy. Anh em có chữ xanh và chữ vàng là cái gì đấy mọi người? À huy hiệu fan à? Cờ bạc là bố thằng bần à, bác thằng bần à, clan à, ok, clan bên này đúng không, bên này có clan à, mình mới qua anh em, mình mới qua nên là hơi nhà quê một tí anh em thông cảm, chưa 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 master cái này được, cái gì cũng cần thời gian anh em ạ, cái gì cũng cần thời gian, tầm này là lên cấp rồi nhỉ, lên được cấp à, đang muốn lên cấp quá anh em ơi. Từ từ vậy. Không phải đâu anh ba, thầy đi tia gái Facebook không nhắn hỏi Stillnet ấy.
gì đấy, mấy ông này nói cái gì đấy, lên thiên cái gì đấy, à fit vô lừa sao không biết bên Facebook chat không còn space được à? Ừ không hiểu bị bạn ạ, tớ không hiểu cái đấy bị lỗi gì ấy công văn ạ. Sáng nay tớ cũng bị lỗi đấy. Thắng này, cái lên bắn đỉnh vãi. Được quá cái lên hơi ưng nhá cái lên nhá, ưng đại vệ đấy em ơi. Trận này top 1 100 máu không nói nhiều á. Trời ơi, hack già, rapper người mèo ơi. Em luôn ủng hộ anh fit là ok đậu ơi. Cảm ơn em nhá. Anh em nào mà chưa đăng ký thì nhớ đăng ký nhá anh em nhá, nhớ đăng ký ủng hộ mình nhá anh em nhá. Cảm ơn anh em nhá. Nhớ đấy nhá, mấy ông toàn quên đăng ký thôi. Còn Fiora 2 vẫn ngon hơn anh em, vẫn ngon hơn. Mình để Fiora 2. Mình biết là thời không cũng ngon nhưng mà con Fiora 2 này cũng ngon. Mua đi. Bán con này đi mua này. Anh em cứ đánh trên 50 máu không thua được à? Ông Lộc này khôn lắm anh em ạ. Bảo anh em đánh trên 50 máu ấy là để ông ấy đánh dưới 50 máu đấy. Để cân kèo đấy anh em ạ. Khôn lắm, ông Lộc này khôn lắm. Nhìn thế thôi mà khôn phết đấy nhá. Cũng biết cá độ đấy em ạ. Bảo sao có huy hiệu bên này. Khả năng là đi cá độ bên này nhiều rồi. Có kinh nghiệm lắm anh em ạ. Có kinh nghiệm nhưng về cá độ lắm. Trời ơi, dí cái gì ông đừng có văn ông độ à, ông Lộc ơi ông đừng có văn. Ông văn lắm nha. Một bệnh nhân ở Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội dính Covid chuẩn bị tinh thần cách ly tiếp à? Ủa rồi, bình thế nhở? Ủa, ở Hà Nội đã có Covid rồi à? Cũng luôn rồi đấy. Ở Sài Gòn là có rồi đấy đậu ơi. Sài Gòn là có Covid rồi đấy đậu ạ. Anh em trong Sài Gòn cẩn thận nhá. Hỏng anh em hỏng rồi. Hà Nội hỏng rồi. Sài Gòn là có rồi sao đấy? Hôm qua mình đọc tin là Sài Gòn là có rồi đấy. Hà Nội hơi nhanh nhở. Cày chưa kìa thua này. Nó có hai thời không mạnh thế. Cày đấy. Loan ti sai 70 đâu. Hôm qua mình có cái tin báo thì nó chụp mà. Mình đọc được mà. Báo sai à? Báo công an đi. Báo nhầm kìa. Không mà mình đọc cái báo gì ấy. Nói sai thì thôi anh em ơi, làm gì mà anh em căng thẳng thế. Báo công an luôn là hơi căng đấy nhá. Báo công an luôn là đánh giá hơi căng đấy. Anh em là hơi căng thẳng đấy. Công an phường lan tỏa chỗ bệnh nhân trực tiếp hiện trường. À, nói chung tùy thôi anh em, đừng căng thẳng cái vấn đề đấy quá. Có tin thì anh em báo cho mọi người thôi, nhưng mà tin phải chính xác nhá. Đi tù cái gì ông vừa lừa, ông đừng có lừa tôi gì, tôi có phải trẻ con đâu mà ông lừa. Ông fit vừa lừa kia, tôi có phải trẻ con đâu, ông lừa trẻ con à. Cứ liên thiên thôi. Liên tha liên thiên. À bảo bạn kia à, ok em tưởng em bảo thầy.
Anh cứ tưởng là em bảo anh chết đấy. Lừa anh là hơi khó đấy nhá. Siêu nghệ nãy giờ có ra cái gì đâu anh, không nói siêu nghệ được. Ai mà nắng đi xa lòng đau rất nhiều. Cứ thích tôi cứ thích lừa phít thôi à. Cứ lừa thôi, mấy ông này cứ lừa thôi. Không hiểu. Bảo Phạm Bình thế. Được quá nhờ em ơi. Cái đồ sứ máu từ từ anh em ơi. Tôi này ghép cũng được mà, thì phải vội thế. Lúc nào cần thiết thì mình sẽ ghép, anh em cứ yên tâm. Thời điểm này chưa cần thì chưa cần ghép. Tôi này mình ghép đồ này, tôi này mình sẽ ghép đồ này sau tên người đá này. Ba cái đồ này mình đang phải biết là xem cái hướng đi như nào nó hợp lý. Siêu công nghệ chắc là mình không đánh đâu, tại vì mình thấy nhiều nhà đánh siêu công nghệ rồi, không hợp lý lắm. Biết đánh gì rồi đấy, anh em biết đánh gì rồi đấy. Chứ con bị ấn nhầm không hiểu làm sao ấy nhỉ. Hỏng rồi, cứ ấn nhầm này hỏng rồi. Chắc hơi sâu rồi đấy. Ấn nhầm này là chắc hơi sâu đấy anh em ạ, chắc hơi sâu đấy. Fit non tay. Thôi có ra anh em tí mình up 7 sớm đi. Đánh up 7 sớm đi. Chấp 2 tiền à. Không, ấn up cấp thì không thiệt lắm. Ấn roll thì mới thiệt anh em ạ. Ấn up cấp thì không thiệt lắm, bình thường. Ấn roll thì mới thiệt, tại vì up cấp thì tính ra nó cũng sẽ, cái việc mà anh em up cấp cũng sẽ ấy thôi. Bây giờ mình vẫn tròn 10 tiền là vẫn ok này. Không thiệt lắm đâu. Đổi sang Temo hả em? Temo là hơi hơi mệt đấy nhá Bảo ơi. Temo gặp anh là hơi mệt đấy, trận này anh xanh lắm. Roll mới thiệt đấy em ạ, à, up cấp thì không thiệt lắm. Hôm trước em đánh IRE3 mật thám vệ binh hơi bị ngon à? Được quá em ơi. IRE3 mật thám lại còn vệ binh nhất em đấy. Nhất em luôn đấy. Thì mô ra rồi này. Bài mình đẹp quá nhưng mà khó. Khó cho Bảo Phạm rồi. Thật không đấy, cái gì fit vô lửa. Ông đặt tên fit vô lửa là mình đọc lên nghe nó cứ hơi gai gai tai anh em ạ. Trong này ở trên này không ban được nhỉ anh em nhỉ? Trên này nó không ban được nhỉ? Ban được thì ngon, ban cái ông đặt tên fit vô lửa cái. Má đặt cái tên cay thật sự luôn đấy. Victor 2 30 tiền, ok.
Chuyện tử đấy. À Mother, ok. Ông là quả tên viết vu lừa này cay thật. Đặt cái gì cũng đặt, cứ đặt viết vu lừa, không hiểu. Có mốt ban được à? À để tí anh ban cái, anh ban ông này cái. Cay quá anh em ạ. Viết vu lừa là không hiểu kiểu gì. Nước đi hay thực sự. Iron 30 gold. Thôi, ông đừng có văn nữa, ông auto chết gót ạ. À. Bài ông tự ra mà ông luôn 30 gold ạ. À. À ông ấy, auto chết gót này. Chỉ được cái hên là nhanh thôi. Cứ hên là nhanh thôi. Ông bảo ông ấy luôn 30 tiền anh em ạ, mà ông ấy vẫn còn 5 còn 30 tiền. Victor 2. Trùm văn luôn đấy, ông này trùm văn đấy. Mà anh em sợ dần là vừa, mà anh em sợ dần là vừa, mà anh em kèo dưới sợ dần là vừa đi. Tí di fix mà đánh chuỗi thắng là hơi hơi đau đầu rồi đấy, là hơi đau đầu rồi đấy, đánh giá là hơi đau đầu rồi. Để tí di fix đánh chuỗi thắng là hơi đau đầu đấy anh em ạ. Chưa, này mất mất thời không nhỉ? À thời không vẫn còn. Để con này cầm ngon hơn anh em, để con Teemo cầm ngon hơn. Sợ dần đi là vừa mấy ông ơi. Này bạn thân tên là Fit nên văn đúng rồi, cái gì đấy? Bạn thân tên là Fit cái gì đấy? Ông nào cứ cứ vào cà khịa đấy. Hơi cay đấy nha. Sợ dần đi là vừa mấy ông ơi. Tiger Fish đánh chuỗi thắng là hơi mệt rồi đấy. Hơi đau đầu cho mấy ông rồi đấy. Một nhà có Blitz gặp rồi này. Ok, có một nhà có Blitz gặp rồi anh em ạ. Này ok đấy, chết mẹ. Lên thẳng 8 thôi anh em. 4 tiên phong xạ thủ ăn được tiên phong bí ẩn không anh? Ăn chặt em ơi. Mày em đánh bằng Teemo ăn chặt, em mà có đồ Teemo là ăn chặt. Con giờ hi chỉ cần cái cung xanh thôi là ăn chặt. Gì đấy? Ok, ăn phai. Đồ này anh em này. Ăn phai. Cảm giác chả cần thời không lắm, thời không nó làm gì đâu. Chả giải quyết gì anh em ạ. Bán đi tích tiền. Bùa đỏ thì cháu chịu luôn. Bùa đỏ cái gì đấy mấy ông này. Em kéo dưới chuẩn bị lượm tiền thôi nhở. Kéo dưới chuẩn bị lượm tiền thôi. Này mà còn không ăn kèo thì có trận nào ăn kèo nữa. Đặt niềm tin vào TTFix có bao giờ sai đâu. Mấy ông cứ không đặt niềm tin vào tôi là sai hết luôn đấy. Để tôi đánh chuỗi thắng là hơi mệt đấy. Em người ủng hộ chỉ đạo qua của Vũ cho thầy đánh thế thì em chịu rồi á. Đánh như này em phải vui chứ. Thầy đánh hay như này em phải vui chứ. Sao em lại đánh thế thì em chịu rồi. Chứng tỏ là em đặt kèo thầy out top đúng không? Thầy biết rồi nhá. Chứng tỏ là đặt kèo thầy out top rồi, nên là thấy thầy mạnh như này mới không vui. Đúng rồi. Lộ 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 nhá, lộ nhá. Em tin anh nên em đi kèo trên là đúng rồi, đi kèo trên là chuẩn rồi em ơi. Ba con tiền mù.
vui sao lòng vui thật nhiều. Đặt cho anh là chuẩn rồi đấy. Đi kèo dưới là cút luôn rồi. Mấy ông nào đi kèo dưới là cút luôn rồi đấy. Mấy ông kia bị đồng tiền làm mờ mắt rồi thầy ơi à. 2,46 nhân 10k thầy tin thầy ăn kèo à? Ok em. Tin thầy là chỉ có chuẩn thôi em ơi. Không thể nào mà sai được. Alo ạ. Để xuống dưới kia. Cháu chở cô xuống không ạ? Có gì cháu gọi lại. Từ nào? Nhà này ra tên mua 2 rồi. Nhà này toàn tanh yếu quá. Bài này anh em phải đánh bằng dàn tanh cơ. Anh em đánh kiểu này là toang rồi, không đánh mà dàn tanh là toang rồi. Mình sẽ đánh lên 9 nhá. Khả năng mình không lên được trận này, mình không ấy được. Bên kia mấy bọn họ rôn hết tướng của mình rồi, rôn hết Temo, rôn hết Zhin rồi. Nên bây giờ mình rôn 8 mình sợ mình chưa ra được, phải đợi chúng nó chết bớt đấy anh em. Anh em thấy không? Bài mình mặc dù là full co một đấy nhưng mà đánh bằng dàn tanh nên là mình win nhà này. Đánh đúng bằng dàn tanh luôn đấy. Bài này anh em phải đánh bằng dàn tanh nhá. Bắt buộc luôn đấy. Ui gì đấy? Ra một đôi luôn này. Rôn thôi, ra một đôi thì phải rôn nữa. Ui cứ thế thôi, cứ thế thôi thì fit thôi. Cứ thế thôi thì TG fit thôi, đánh thế hỏng rồi. Hỏng 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 TG fit thôi, đánh thế này hỏng rồi. Cứ ra 2 sao thôi. Nhà này không có tanh anh em ạ, à. Nhà này không có tanh thua mình chắc rồi. Anh em thấy không? Dàn tanh của mình xô vào là nó đứng yên luôn à. Kể cả nó có Temo 2, Temo 3 thì cũng thế, dàn tanh nó quá mỏng. Đánh cái bộ Temo Zhin này ấy, anh em bắt buộc phải có dàn tanh 2 sao nhá, bắt buộc luôn đấy. Anh em mà không có dàn tanh là anh em đi chắc luôn. Chả kèo à, từ từ em. Bình tĩnh em ơi. Bắt buộc nhá, bộ này là anh em phải có tanh nhá anh em nhá, không có tanh thì anh em không thể nào mà gây được đam. Cái bộ Temo Zhin này là bắt buộc phải có tanh. Chó đỏ gì em ơi, bình thường mà, có gì đâu mà chó đỏ. Em là em lên fan cứng à? Ok nhá, fit vô lừa nhá. Ông cứ lên fan cứng đi. Ông cứ đặt tên fit vô lừa xong ông bảo ông bảo chữa bằng việc ông lên fan cứng đi.
Xin là đúng rồi, ai mà tin tưởng TG Fit được bao giờ sai được đâu. Không bao giờ sai được anh em ơi. Gì đấy? Xin nhá. Từ này. Hai con này. Này có tanh có mỏng quá không? Hơi mỏng nhỉ. Hơi mỏng một tí ấy. Thôi nhưng mà xài được anh em ạ, xài được. Anh em thấy không? Là tanh mỏng quá anh em ạ, mình hơi tham. Không cần bố xạ thủ lắm đâu. Mình nghĩ là cần tanh hơn. Sai rồi. Từ nhá. Họ này đi này. Như này. Tạm như này đi nhở. Không cần ấy lắm, không cần bốn xạ thủ lắm, mình cần nghĩ là mình cần dàn tanh hơn. Hơi tham, mình đã được fit hơi tham ấy. Con đợi hin thôi. Nhá. Đấy, để bốn tiên phong ngon hơn nhiều anh em ạ. Không phải xếp sai đâu, bài này không cần bố xạ thủ anh em ạ. Theo mình nghĩ là bài này không cần bố xạ thủ, mình để bố xạ thủ nó bị thừa. Tại vì bài đang bằng Temo mà, mình làm gì có đồ giờ hit đâu. Bỏ áp xe đi luôn ấy, không cần áp xe đâu. Người là 2. Cho đáng lẽ phải cho ấy lên cho bọn tanh đúng không? Sai sớm hơn làm sao được em ơi, sai đúng lúc đúng thời điểm ấy. Ăn kèo xong mới sai em ạ, phải cho anh em tin tưởng mình ăn kèo đã xong mình mới sai được. Sao này mạnh thế? Ôi, mạnh vãi đái anh em, full 2. Eco 2, E2 mật thám. Đi. Siêu mạnh luôn. Thằng 11 máu này, siêu mạnh luôn. Xài hơi muộn đúng không? Xài hơi muộn. Run gì anh em, ăn rồi mà. Ăn kèo rồi còn run cái gì nữa. Nếu không làm sao đây. Ăn kèo rồi mà, nên tôi mới đánh kiểu này chứ. Ăn kèo rồi còn đâu nữa, run gì anh em. Rồi anh em sao đây. Kèo xong rồi. Kèo xong rồi anh em ơi. Ui gót hai con ngon, tí đánh với nhà này. Tiền nhiều quá tay hơi run à. Buồn. Gì đấy? Ai nó ulti bắt chết luôn á. Bịp à? Temo nó bịp rồi. Temo nó bịp. Kinh nhờ, mấy thằng ở dưới nó dãy đỉnh vãi đái anh em ạ. Mấy thằng ở dưới. Anh em thấy mấy thằng ở dưới không? Thằng nào nó cũng dãy kinh luôn ấy. Mấy thằng ở dưới bây giờ mấy thằng mạnh em ạ.
Mấy thằng ở dưới mới là mấy thằng mạnh á. Hai thằng này này siêu mạnh luôn, cả thằng này luôn, toàn thằng mạnh luôn, mấy thằng ở dưới siêu mạnh luôn đấy. Luôn này, đấm mỗi tuần cứ mười mấy máu thôi. Mệt chưa? Đang ở dưới siêu mạnh luôn anh em ạ, siêu siêu mạnh luôn. Thằng siêu mạnh này đỉnh thật đấy, nó đánh đúng kiểu nó còn một tí máu xong rồi nó roll ra full 2 ấy. Xong rồi từ đấy nó comeback luôn anh em ạ. Ảo vãi. Ít đây 3 đồ eco 2 này, full đồ đẹp luôn. Máy chiếu này, lốc này, dây chuyền này, nó có thiếu cái gì đâu. Nó giống kiểu Bonzi ấy, đánh giống kiểu Bonzi ấy, đánh Lutric xong rồi nhặt đồ đẹp xong comeback ấy. Hài đúng kiểu như thế luôn. Xong rồi bài nó tự ra full 2 luôn. Đúng Bonzi luôn, đúng kiểu Bonzi luôn anh em ạ. Thằng này đúng tính chất của Bonzi luôn đấy. Ok, top 3. Nhà này để mình xem nào, có cần con Janna này không. Mình nghĩ là cần gót hơn cho con này thay. Nó không có phép đúng không? Nó không còn phép thì cũng được. Cái Janna này cảm giác hơi hơi không có giá trị lợi dụng lắm. Không có nhiều giá trị lắm. Nên kẹp bí ẩn vào ông ta. Cảm giác kẹp bí ẩn vào ngon hơn nhỉ. Nó thua này. Thua sâu luôn. Ok, top 2 ngon. Bảo thua sâu hơn mình. Hai ngon. Còn thiếu một tí nào. Con Janna cảm giác không có tác dụng gì trong cái trận đấy lắm anh em ạ. Không có tác dụng gì lắm.